Là fan của truyện tranh Marvel, chắc hẳn bạn sẽ dễ dàng liệt kê được các anh hùng có siêu năng lực mạnh nhất Marvel Universe. Nhưng nếu xét trên phương diện võ thuật, bạn đã từng thử xếp hạng họ chưa? Nếu chưa, hãy cùng tìm hiểu thêm với Tentacles nhé! Chào mừng đã quay trở lại, và sau đây là top 5 nhân vật có võ công thâm hậu nhất của Marvel. Vị trí số 5, Gamora. Thường được gọi là người phụ nữ nguy hiểm nhất vũ trụ, Gamora sống chung với danh hiệu đó. Cô là một chiến binh đáng sợ, được đào tạo từ thời thơ ấu bởi cha cô, The Mad Titan Thanos, người huấn luyện cô trở thành sát thủ cuối cùng. Khi không còn hợp tác với Thanos, cô làm việc cho Guardians of the Galaxy, nhưng Gamora vẫn gặp xung đột ở bất cứ nơi nào cô đến. Lúc Angela rơi xuống từ thiên đường, cô và Gamora bắt đầu chiến đấu như kẻ thù. Dù sau này họ trở thành bạn tốt, nhưng hai người vẫn là đối thủ ngang tầm. Gamora yêu thích vũ khí có lưỡi kiếm, đặc biệt là đoản kiếm. Mặc dù có tay nghề cao với toàn bộ vũ khí khác các vũ trụ, trong trường hợp chiến đấu tay đôi, Gamora vẫn có thể đấu ngang cơ với các thực thể mạnh nhất vũ trụ Marvel, nhờ vào sức mạnh và kỹ năng gần như không có giới hạn của cô. Vị trí số 4, Black Panther. Trí tuệ thiên tài của Tony Stark trong cơ thể Steve Rogers chắc chắn sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo, và điều này rất đúng với Black Panther. Sức mạnh của anh được nâng lên đỉnh cao của tiềm năng con người nhờ vào loại thảo dược đặc biệt khi tìm thấy ở Wakanda. Black Panther là bậc thầy của hầu hết võ thuật châu Phi, cũng như các loại khác mà anh từng được học trong thời gian xa Wakanda. Khi liên minh với The Avengers, anh luyện tập cùng Captain America, và cả hai học được từ nhau rất nhiều kỹ năng. Trong tập cuối của loạt chiến tranh về mình, Black Panther sử dụng lưỡi dao năng lượng mà anh ném nó với độ chính xác chết người. Có thời gian anh từng dùng Ebony Blade, vũ khí trước đây thuộc về Black Knight, thanh kiếm với khả năng cắt hầu hết mọi thứ được anh sử dụng với trình độ cao đến nỗi vô hiệu hóa Iron Man mà không làm trọng thương anh ta. Vị trí số 3, Wolverine. Mặc dù các bộ phim có xu hướng miêu tả Wolverine phụ thuộc nhiều vào khả năng hồi phục và móng vuốt adamantium, trong truyện tranh, anh lại được đào tạo bài bản bởi rất nhiều hình thức chiến đấu. Trong thời gian huấn luyện để trở thành samurai ở Nhật Bản, Wolverine đạt đến trình độ bậc thầy với nhiều môn võ thuật. Anh đã cho thấy kỹ năng đặc biệt trong việc sử dụng kiếm, vì Wolverine không hề biết đến móng vuốt đặt trong tay mình vào thời điểm đó. Ngoài ra, Wolverine còn là chuyên gia điểm huyệt, có thể làm tê liệt một người đàn ông chỉ đơn giản bằng cách đánh vào một phần nhất định trên cơ thể. Trong trận đấu tay đôi với Lord Sigan, Wolverine có lẽ đã giành chiến thắng nếu không bị ảnh hưởng bởi chất độc Blowfish. Kỹ năng võ thuật cùng với sức mạnh của móng vuốt adamantium khiến anh trở thành một trong những người nguy hiểm nhất còn sống. Kể cả sau khi bị Magneto đả thương nghiêm trọng, anh vẫn theo kịp với bậc thầy kung fu Shang-Chi. Vị trí số 2, Captain America. Khi chính phủ Mỹ biến Steve Rogers yếu đuối thành siêu chiến binh Captain America, họ đã làm nhiều hơn việc đơn thuần tăng cường vóc dáng cho anh. Trước khi gửi anh ta ra chiến đấu trên chiến tuyến, họ đào tạo anh với những người lính tốt nhất, bao gồm cả các bậc thầy võ thuật. Trong những năm từ khi tỉnh dậy vào thế kỷ hiện đại, Steve Rogers đã nâng cao kỹ năng với nhiều môn võ khác nhau như Jiu-Jitsu và Kung Fu. Kung Fu của anh không bằng Shang-Chi, và Steve Rogers sau đó thừa nhận rằng anh học hỏi được rất nhiều từ Shang-Chi, dù cả hai đều chịu nhiều thương tích từ trận đấu. Vị trí số 1, Shang-Chi. Shang-Chi là con trai của tội phạm huyền thoại Fu Manchu, được huấn luyện võ thuật từ thời thơ ấu bởi cả cha anh và các vị thầy khác. Khi anh phát hiện ra cha mình không phải là người nhân từ như anh vẫn tin, Shang-Chi chống lại ông và bí mật trở thành đặc vụ cho MI6. Trong khi anh không có siêu năng lực giống như bạn bè mình, Shang-Chi được xem như một chiến binh tay không mạnh nhất thế giới. Danh hiệu bậc thầy kung fu của anh nổi tiếng với mọi kẻ thù, thậm chí The Cat, đối thủ đặc biệt nhất của anh cũng phải tôn trọng các kỹ năng đáng kinh ngạc của Shang-Chi. Dù sức mạnh đầy đủ của anh chưa được xác định cụ thể, độc giả đã thấy anh từng sử dụng khí để né đạn và đỡ bằng vòng tay kim loại của mình. Anh cũng là bậc thầy trong việc sử dụng các vũ khí khác như kiếm, gậy và phi tiêu.
Trên đây là danh sách 5 nhân vật có võ công thâm hậu nhất Marvel. Bạn còn biết thêm nhân vật nào nữa? Hãy comment ở bên dưới để chia sẻ nhé. Đừng quên like, share và subscribe Tentacles để cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.